Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Đỗ Trung Hiếu, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kỹ thuật Triều Dương, Đài Trung, Đài Loan và chúng tôi đang có mặt tại phòng 317 ký túc xá 1 trường Đại học Triều Dương. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bạn Đào Thanh Giang. Mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đào Thanh Giang, mình đang học năm thứ 3 tại trường Đại học Triều Dương, mình ở phòng 707. Vâng, như các bạn đã biết, hôm nay chúng ta cùng có mặt đây để thực hiện hưởng ứng lời kêu gọi tắt đèn bật tương lai, chương trình giờ trái đất năm 2010. Vâng, mời bạn, chúng ta hãy cùng. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng, tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi đếm 1, 2, 3, 1, 2, 3, tắt đèn bật tương lai. Để hưởng ứng lời kêu gọi tắt đèn bật tương lai, phòng 317 sẽ tắt đèn trong một khoảng thời gian. Và trong một khoảng thời gian nho nhỏ này, chúng tôi muốn cùng chia sẻ một vài tâm tư, một vài hình ảnh của chúng tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi muốn mời các bạn theo dõi một đoạn clip nho nhỏ mà các cộng tác viên của chúng tôi vừa thực hiện. Some of Australia's most famous landmarks were plunged into dust. Australia's largest city was the one city's big switch off last night. Tens of thousands of suburban homes. This is world's first idea as part of a dramatic message on global warming. Như các bạn đã biết, chương trình giờ trái đất đã được bắt đầu từ năm 2007. Và nó đã liên tiếp được diễn ra vào các năm 2008, 2019. Và năm nay là năm thứ tư, năm 2010, chúng ta cùng tham gia chương trình giờ trái đất. Plunging themselves into darkness to help highlight climate change. Across the world, people from all walks of life. Trong tất cả các chương trình đã tham gia, chúng tôi đã có được sự hưởng ứng của hơn 4.000 thành phố lớn nhỏ trên toàn thế giới cùng với chúng tôi. To push for really meaningful national legislation. It's 8:29 p.m. and I'm about to count you down to the world's largest mass participation event ever. Các bạn đã theo dõi trên màn hình tất cả những thành phố, thủ đô lớn trên toàn thế giới cùng những lời kêu gọi tắt đèn. Chương này nó gọi tắt đèn fan Brazil. Rất nhiều các thành phố khác đều hưởng ứng với chúng tôi nghĩa là kêu gọi tắt đèn bật tương lai và trong 1 giờ đồng hồ. Hà Nội, thủ đô yêu dấu của chúng ta. Hoa lệ, mỹ lệ trên toàn thế giới sẽ cùng hưởng ứng to send a clear message. They want action on climate change. Một lời nhắn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Cảm ơn tới tất cả các bạn cộng tác viên đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện một đoạn clip, một đoạn phóng sự nho nhỏ này. Và quay lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bạn Giang. Hôm nay bạn Giang
tham dự chương trình của chúng ta, chắc chắn bạn có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Vậy bạn có thể chia sẻ một vài điều của bạn về chương trình hưởng ứng giờ trái đất của chúng ta. Tôi thấy chương trình hưởng ứng giờ trái đất tắt đèn bật tương lai là một chương trình thực sự có ý nghĩa. Nó đã khuyến khích tất cả mọi người từ già, trẻ, lớn bé đều có ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện. Mà xa hơn nữa đó là tiết kiệm những nguồn nhiên liệu khác nữa. Như các bạn biết thì các nguồn nhiên liệu khác như nước, rồi tất cả than đá, nhiều thứ trên trái đất của chúng ta không phải là vô tận. Và nếu chúng ta không tiết kiệm ngay từ bây giờ, ngay từ giờ phút này thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều ảnh hưởng. Tiết kiệm cho thế hệ của chúng ta cũng là tiết kiệm cho thế hệ mai sau. Chính xác ạ, nếu chúng ta không thực hiện tiết kiệm bây giờ thì có một cách nói vui vẻ là chúng ta đang có lỗi với cái thế hệ tương lai của chúng ta, đúng không, phải không ạ? Vâng, như các bạn đã biết ấy, thì dân số thế giới ngày càng tăng và cái nhu cầu được nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng trong việc sinh hoạt, trong việc sản xuất, kinh doanh thì thật sự là rất lớn. Tôi sẽ nói cho bạn một thống kê nhỏ nhỏ như thế này. Với hơn 4.000 thành phố trên toàn thế giới và chúng ta chỉ cần 1 giờ thôi, trong 1 giờ các thành phố đã cùng tham gia hưởng ứng lời kêu gọi chúng ta tắt đi những bóng đèn, tắt đi những ánh điện. Các bạn có thể đoán ra được lượng nguồn năng lượng điện chúng ta tiết kiệm được là bao nhiêu không? Tôi không thể biết con số chính xác nhé. Là rất lớn. Đó là hàng triệu kilowatt điện. Và tôi nghĩ rằng không chỉ có chỉ trong 1 giờ và không chỉ trong 1 ngày của hàng năm như vậy. Tôi nghĩ chắc là bạn cũng giống như tôi thôi, là muốn tất cả mọi người hãy bớt đi một bóng điện, bớt đi một ánh đèn khi chúng ta không cần dùng, bớt đi một thiết bị điện khi chúng ta không cần thiết, đúng phải không ạ? Và tiếp theo chương trình, anh quay phim của chúng ta đang rất sốt ruột lắm rồi. Muốn thấy điều đó. Vâng, chúng ta có thể nhìn được hiện diện sự sốt ruột trên khuôn mặt anh, muốn chia sẻ một vài điều với chúng ta và tất cả các bạn khán giả. Mình hiện cũng là sinh viên của trường Triều Dương. Bây giờ hiện tại mình đang là ở cùng phòng với người em thân thiết của mình là Đỗ Trung Hiếu. Trước đây hồi ở nước Việt Nam mình đã có 2 lần tham gia chương trình giờ trái đất ngay tại thủ đô Hà Nội yêu dấu. Lúc đó mình lúc đó mình tham gia mà cũng có cảm giác những cái cảm giác rất là và đồng thời rất tự hào vì mình là một trong những người góp sức vào ngày giờ trái đất này. Tụi mình cũng đã hô vang cùng với rất nhiều người bạn trẻ cùng hô vang khẩu hiệu tắt đèn bật tương lai. Và mình rất mong muốn mọi người rằng mỗi một năm không chỉ có 1 giờ tắt đèn bật tương lai mà nó sẽ còn nhiều giờ nữa. Và giờ trái đất đó sẽ luôn luôn tồn tại trong tim mọi người, trong tim tôi và trong tim các bạn. Cảm ơn. Rồi vâng, tôi đã quay trở lại đây. Các bạn vừa được nghe một lời tâm sự từ tận đáy lòng của anh Lộc, vị anh cả của chúng ta tại trường Triều Dương. Và đó cũng là tâm nguyện của chúng tôi, những người thực hiện chương trình này, muốn kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm cho chúng ta và tiết kiệm cho tương lai sau này của chúng ta. Và bạn Giang này, bạn có thấy một câu nói được lặp đi lặp lại suốt từ đầu chương trình là câu nói gì không? Đó chính là khẩu hiệu của chương trình tắt đèn bật tương lai. Vâng, để tiếp theo chương trình, chúng tôi muốn mời các bạn thưởng thức một tiết mục ca nhạc. Đó chính là một bài hát bất hủ.
Rất tiếc người ca sĩ này vừa mới qua đời. Xin chào.